Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình podcast của TNA, Texas Nail Association. Mình tên là Lê Hà, là thành viên của Hiệp hội. Ngày hôm nay mình có được dịp ngồi xuống đây để nói chuyện về cái chủ đề được rất là nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ quan tâm, đó là chương trình nói về Paycheck Protection Program, chương trình bảo vệ tiền lương hay viết tắt là PPP. Ngày hôm nay mình có dịp cùng nói chuyện với anh John Nguyễn, là Chief Lending Officer của One World Bank, sẽ chia sẻ với chúng ta về cái phương thức mượn PPP cũng như là các khoản xóa nợ cho vay PPP. Dạ cảm chị, cảm ơn chị Lê đã cho mình một cái cơ hội đến đây để chia sẻ những cái gì mình biết. Thứ nhất mình cảm ơn tất cả audience. Hy vọng là những gì mình nói hôm nay là có thể giúp được những cái knowledge của quý vị, improve cái knowledge quý vị để quý vị có cơ hội để mà apply những cái tiền trợ cấp mà available để mà giúp đỡ quý vị trong cái tình trạng mà kinh tế bị ngặt nghèo vì cái COVID-19. First of all thì mình muốn disclaim, mình không phải là CPA, I'm not a financial advisor. Mình chỉ là Chief Lending Officer, hay là tiếng Việt nói là Phó Tổng Giám đốc của One World Bank, đến đây để chia sẻ cái knowledge của mình về cái chương trình PPP. Để nói thêm về chương trình PPP program, đó là cái program mà the US government recently approved under the CARE Act. Allocate đợt này khoảng chừng roughly 350 tỷ để dành cho những small business and independent contractor and sole priority people, dùng cái tiền này để giúp họ tiếp tục vận hành cái business của họ. Mà cái quan trọng nhất là dùng cái tiền này để tiếp tục pay lương bổng cho nhân viên của họ, để keep công dân Mỹ employed qua cái thời gian khó khăn này. Thì đây là cái chương trình không phải là mới, tại vì nếu quý vị đã rành thì cách đây khoảng chừng 6 tháng cái first round của PPP nó đã ra rồi. Cái allocation của đợt 1 khoảng chừng 500 tỷ, đợt 2 này là 350 tỷ, thì có rất nhiều người có thể qualify để apply. Thì for đợt 2 này, những người qualify thì under the CARE Act, the SBA will administer the program. Mình phải hiểu rõ SBA không phải the law, đây chỉ là một cái small business administration agency. Nó administer, đưa cái tiền PPP này ra cho business owner. Cái trách nhiệm còn lại của mình là as the individual, independent contractor or business owner, mình phải take the initiative để mà contact nhà băng của mình để mà get the application tiến hành. Khi mà mình apply vô thì họ sẽ cho mình một số tiền. Mình sẽ nói in detail là cái qualification amount later như thế nào. Và khi mà mình apply lấy số tiền đó, mình xài theo cái rule của SBA là qualify chi tiêu như thế nào, thì để later on mình có thể apply qua cái chương trình forgiveness. Có nghĩa là xin họ xóa bỏ cái nợ đó. Thì cái chương trình PPP này nó gọi là PPP stand for Paycheck Protection Program Round 2. Thì trong Round 2 này có, đối với mình thì có two type of applicant. Một là independent contractor and sole priority. Independent contractor đây có thể nói là một cái group of business hoặc là individual ảnh hưởng rất là lớn cho cộng đồng Việt Nam mình, especially trong ngành nhà hàng, ngành nail. Independent contractor ở đây là những người thợ nail hoặc là nail technician. Independent contractor cũng có thể là những người làm việc business cho cá nhân của họ, chẳng hạn những người AC repair, home remodeling, plumbing company, họ operating cái business của họ under sole priority. Thì đây là những cái group mà cộng đồng Việt Nam mình có rất là đông potential applicant.
thì các bạn đều qualify trong cái PPP Round 2 này. Thì trong cái Round 2 này á, thì nó có những cái basic requirement. Thì cái requirement mà khó nhất đầu tiên á, là các bạn phải chứng minh được là vì cái COVID-19 này các bạn bị ảnh hưởng mất doanh thu ít nhất 25% của một quarter của 2019 compared to the same quarter của 2020. Đa số các quý vị nhớ là cái COVID-19 này nó bắt đầu ra là từ tháng 3, nên là more likely là cái second quarter sẽ là cái quarter quan trọng nhất. Quý vị phải chứng minh được là second quarter 2019 compared với second 2020, cái doanh thu của quý vị nó mất đi ít nhất 25%. Thì đó, khi quý vị chứng minh được điều đó thì quý vị có thể coi mình là qualified. Còn qualified bao nhiêu nữa thì đó là phần thứ hai. According to the SBA guideline đó, thì mình được 2.5 số tiền monthly average income. Có nghĩa là đối với những người independent contractor, income của mình là ở đâu hoặc là payroll của mình là ở đâu, là cái income của mình trong dựa theo cái personal tax return của mình cho 2019. Các bạn có thể nhìn vô cái personal tax return schedule C, cái line item số 31, cái đó là net income của các bạn của 2019. Các bạn lấy con số này, nếu mà con số này trên 100.000 thì các bạn adjust là chuyển đổi nó xuống thành 100.000, tại vì 100.000 là số maximum the CARE Act allow. Nếu mà dưới 100.000 thì các bạn cứ lấy con số đó chia cho 12 tháng để lấy được monthly average. Khi các bạn lấy được monthly average thì các bạn nhân với lại 2.5. Cái đó là con số các bạn có thể apply for để mà lấy cái số tiền đó. Yes. Khi mà các bạn apply thì apply through nhà băng của các bạn, thì họ sẽ dưới 150.000 applicant thì đa số SBA nó không cần mình phải gửi giấy tờ gì hết. Nhưng mà unfortunately SBA họ cần bank để mà carry out administer cái program này. Nên it's from bank to bank, cái requirement của mỗi nhà băng nó khác nhau. Thì mình recommend quý vị những cái document quý vị phải cần prepare là 2019 personal tax return. Nếu mà mình muốn prepare để chứng minh được mình có cái quarterly drop 25%, khi mà mình chọn cái quarter xong thì mình có thể dùng bank statement để mà chứng minh cái doanh thu của mình deposit vô nhà băng bao nhiêu. Đó, thì mình dùng cái đó, hoặc là nếu mà mình có bookkeeping của mình thì mình hãy contact CPA or your tax preparer để mà submit nếu mà nhà băng của họ có require cái vấn đề đó. Okay. Khi mà quý vị apply thì cái application process nó cũng rất là simple, nó chỉ có roughly là 3 trang nhưng mà chỉ có 2 trang chính thôi. Thì quý vị apply very basic, gửi lên cho nhà băng của mình thì họ sẽ làm cho quý vị một cái initially nó là một cái loan, là một cái khoản nợ, không có personal guarantee, không có collateral, có nghĩa là bản thân cá nhân mình không có bảo đảm cái nợ này. Thứ hai là không cần tài sản thế chấp. Khi mà quý vị nhận được số tiền này từ nhà băng của quý vị thì quý vị có từ 8 đến 24 tuần để xài cái số tiền này. The key, cái quan trọng trong vấn đề này là quý vị phải xài đúng theo cái chương trình nó allow quý vị xài. Thì có thể là nhiều người đã apply cái PPP Round 1 thì có lẽ là họ đã biết cái program nó như thế nào. Nhưng mà đối với những người chưa có apply cái Round 1 thì mình cũng muốn nói thêm là cái qualify expense, có nghĩa là những cái bắt buộc mình phải xài số tiền này như thế nào, thì 60% nó phải dành vô trả cho lương bổng của nhân viên. Okay.
Là người independent contractor thì dĩ nhiên bản thân mình là nhân viên của công ty mình, thì mình có thể trả lương cho bản thân mình 60%. Còn 40% còn lại thì mình phải trả vô cho, nó gọi là qualified business operating expense. Là chẳng hạn business vận hành, tiền chi tiêu vận hành cái business của bạn, chẳng hạn như là tiền rent, tiền utility, tiền trả tiền lời for the bank. Trong SBA website nó có cái list nó gọi là qualified operating expense, thì quý vị có thể look into it. Thì khi mà quý vị xài những số tiền này, mình recommend quý vị là strongly recommend quý vị phải giữ hết hồ sơ, check quý vị ký ra. Quý vị phải lấy copy của return check. Quý vị trả bill, quý vị phải giữ invoice, giữ lại hết trong cái số tài khoản quý vị dùng cái tiền PPP này. Để sao? Sau khi 24 tuần để mà chi tiêu số tiền này, quý vị phải vòng lại với nhà băng của quý vị để mà apply cái nó gọi là the forgiveness. Okay? Quý vị phải nộp đơn xin xóa cái nợ này với lại nhà băng của họ, và họ sẽ submit hồ sơ của quý vị lên SBA. Và SBA sẽ review và make a final decision, quyết định là có xóa cái số nợ này hay không. Cái đó là mục đích cuối cùng của mình, là để đưa cái số nợ này thành forgiveness. Thì khi mà SBA có thể nó require quý vị nộp hồ sơ support lên, thì lúc đó quý vị có sẵn sàng có hồ sơ. Có nhiều trường hợp nhiều người lãnh PPP đợt đầu under một cái corporation name, mình chỉ nói ví dụ thôi, rồi họ chuyển tiền đó qua một cái công ty khác hoặc là qua một cái personal account, chỉ vì cái hành động đó là họ disqualify themselves. So rất là cẩn thận, tại vì có lẽ government nó cũng không có audit đâu, nhưng mà who knows, okay? Đúng rồi. Nên quý vị là tốt hơn hết là mình phải prepare bản thân mình. Và cái quan trọng nhất là quý vị phải xài cái số tiền đó đúng theo the qualification requirement. Không là cái số nợ này nó không có xí xóa và nó trở thành một cái nợ và bắt buộc quý vị phải trả lại. Thì khi mà nó thành một cái nợ thì cái nợ đó nó sẽ chuyển thành một cái nợ của 5 năm với tiền lời là 100. Nhưng mà quý vị phải trả lại. Đấy. Thì đó là sơ khởi về cái chương trình PPP program về cho independent contractor and sole priority. Cái thứ hai nữa là for small business owner. Small business owner, cái requirement thì nó cũng similar to cái independent contractor and 1099 thôi. Mình cũng phải chứng minh là mình có drop revenue 25%. Định nghĩa của revenue là mình cũng nghe rumor ở ngoài đó là nhiều người rất là confused giữa revenue and net income. Revenue là tổng doanh thu. Tổng doanh thu trừ đi chi tiêu thì thành net income. Thì mình lấy cái con số tổng doanh thu của một cái quarter 2019, mình compare với lại tổng doanh thu của một cái quarter là 3 tháng, same quarter của 2020. Chuyện đầu tiên mình chứng minh được là mình có 25% drop in revenue thì mình qualify. Cái PPP program 2 này đó là cái maximum loan amount nó có thể approve đến 2 triệu cho những công ty có maximum là 300 employee. Những công ty là public trade company sẽ không có qualify. Thì khi bạn tính được, bạn muốn tính cái công ty bạn payroll như thế nào thì cũng similar, bạn lấy cái annual total payroll của 2019 của bạn. Thật là 4 cái quarterly 941 filing của payroll của mình cộng lại chia cho 12 để mình ra cái average monthly payroll. Khi mà mình lấy cái average monthly payroll, mình cũng nhân với lại 2.5 để đó là cái qualification amount mình được mượn. Nếu mà những cái business nào đó mà
cái NAS code là cái industrial code của bạn bắt đầu là con số 72. Bạn có thể tìm được cái NAS code của bạn trong cái business tax return, nó nằm ở phía upper left corner của cái tax return của cái business của bạn. Nó theo mình biết là hình như nó là 6 digit number đề 3 với lại số 72. Nếu bạn là industry nằm trong cái code 72 thì SBA nó consider bạn là một trong cái industry bị hard hit, chẳng hạn như là hotel, restaurant, coin laundry even, ok? How about tiệm nail anh? Tiệm nail thì không, hình theo mình biết là không có nằm ở trong cái đó, ok? Bạn nếu mà bạn qualify cái NAS code 72 thì cái qualification multiplier á, nó từ 2.5 nó nâng lên thành 3.5. Wow. So bạn được thêm basically một tháng average payroll. Okay? Cũng như là đợt đầu bạn sẽ dùng số tiền này for qualify expense. 60% go to pay your employee. Employee ở đây mình nhấn mạnh là W-2 employee, chứ không phải 1099. Okay. Mình cũng biết được in cái nail industry có nhiều người chủ tiệm nail apply for cái first round của PPP. Khi mà nói đến payroll calculation, họ dùng cái total pay. Họ pay cho nhân viên independent contractor của họ là 1099. Yeah. Để mà calculate cái monthly average thì cái đó là wrong. Mình chỉ có thể lấy cái payroll cho những người nằm trong cái payroll của company thôi, có nghĩa là W-2 only. Đấy. Tại vì nếu mà mình dùng 1099 á, mà người 1099 đó họ đi apply cho cái PPP của bản thân họ thì nó become a double count. Okay. Đấy. Khi mà mình đã làm rồi, đến lúc mà mình nộp đơn để mình lấy forgiveness á, thì mình không được qualify for forgiveness. I see. Thì cái số tiền đó more likely nó sẽ chuyển thành cái nợ để mà những người chủ nào phải gánh. Nên là mình tránh cái trường hợp đó. Yeah. And with that thì mình recommend các bạn là rõ ràng về số tiền đó. Xong có nhiều người người ta mở một cái bank account riêng. Người ta dồn khi ta nhận tiền được cái tiền này, người ta deposit tiền họ vô trong cái bank account đó. Rồi người ta chi tiêu từ cái bank account đó ra cho những cái qualified chi tiêu. Okay. Nhưng mà đối với mình thì cũng không cần thiết. Nhưng mà mỗi người có một cái comfort level khác nhau. Thì hy vọng là quý vị có cố gắng. Cuối cùng đây mình muốn nhắc thêm quý vị là mình apply để lấy tiền. Tiền này là bắt tiền đóng thuế của mình. Nhưng mà đó là benefit của mình. Nhưng mà mình recommend quý vị phải cần để ý và tế nhị một cái là khi các bạn nộp hồ sơ đến nhà băng của bạn, các bạn cố gắng làm sao điền cái application cho nó rõ ràng. Càng rõ ràng, càng sạch sẽ cái hồ sơ thì những người banker của bạn ngồi phía bên kia họ sẽ rất là happy để mà process cái hồ sơ của bạn. Okay? Mình. Nếu mà nó messy, more likely they gotta put it on the side. Okay? So những cái chi tiết nhỏ nhưng mà đôi khi nó giúp mình go a long way. Okay? Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị. Vậy thì anh có thể chia sẻ đến với quý vị ở đây về cái phương trình làm forgiveness được không anh? Cái program này khi mà quý vị lãnh được tiền, quý vị có từ 8 tuần đến 24 tuần để mà xài cái tiền đó. Yeah. Sau khi xài cái tiền xong, quý vị có đến up to 10 tháng để mà apply for forgiveness. Thì khi đó either nhà băng của quý vị sẽ gửi cho quý vị cái application để điền ra để forgiveness, hoặc là quý vị có thể contact nhà băng khi quý vị ready, ok, để mà submit. Thì cái application for forgiveness á, của những cái loan mình nhớ là dưới 150,000 á, thì nó có một cái form 35OA easy. Okay. Nó gọi là cái easy form. Thì mình cũng điền cái đơn đó ra, nó có hình như một trang thôi. Okay. Mình điền đơn ra, mình nộp lên. Trong cái application nó có instruction, nó cần quý vị nộp cái gì.
thì cứ việc theo cái instruction đó mà nộp hồ sơ lên cho nó. Dạ. Nhưng mà ngược lại, xin đừng nộp những cái gì mà nó không hỏi. Đấy. Okay. Nó gửi invoice, nó kêu invoice thì mình gửi invoice. Chứ mình đừng có tự nhiên mình gửi một cái bank statement 20 trang hoặc là một cái giấy tờ handwriting hay là cái gì đó, một đống hồ sơ lên là nó cũng chẳng có giúp cái gì. Đối với mình là be clean on the front end để mà cái process nó dễ dàng hơn on the back end. Thì khi mà SBA nó approve cái forgiveness, quý vị sẽ được một cái notice là cái loan của quý vị đã forgive. Quý vị không còn phải lo lắng gì nữa hết. Đấy. Cái round 2 của PPP này còn một cái vấn đề nữa mà cũng quý vị nên biết là những người nào trong hồi nãy mình nói về cái NASCO 72. Nếu mà quý vị đã apply cái round 1 mà quý vị qualify for the hard hit industry, cái NASCO 72, khoảng cuối tháng này quý vị có thể dòng lại nhà băng của quý vị nơi mà quý vị apply cái round 1, yêu cầu nhà băng của chị, của quý vị ask for an increase từ 2.5 lên thành 3.5. Có nghĩa quý vị đợt 2 này quý vị lấy được 3.5 của monthly average payroll cộng với lại one more time của round 1. Okay. So quý vị có thể become a 4.5 time của monthly payroll. I see. Yeah. Có nhiều cái business mình process, you know, nhiều business they get millions of dollars. Wow. So basically it's a benefit out there. Mình cũng nên là look into. Tại vì cái program này as of yesterday thì cũng đã hơn 60,000 cái application đã submit to SBA rồi. Và nó cũng burn được khoảng 5 tỷ rồi. Oh. Okay, so bắt đầu những nhà băng lớn bắt đầu nó qualify để mà submit lên. Thì quý vị phải hiểu những nhà băng lớn như Bank of America, Chase, Wells Fargo. Khi mà nó submit, they submit hundreds of thousands of applications at a time. Wow. Okay. So, contact your bank. Look into your bank website. Start get it rolling. Okay. Okay. Vậy thì cái công thức mà tính để mượn của SBA dựa trên payroll, vậy thì anh thấy cái tầm quan trọng của payroll nó cho với doanh nghiệp nhỏ nó rất là quan trọng phải không anh? Dĩ nhiên rồi chị, nếu mà mình được cái số tiền đó thì hiện giờ nếu mà ai mà run business, bản thân mình cũng là business owner. Yes. Mà business của mình đó là cái hai cái chi tiêu lớn nhất là cái gì của một cái business, một đó là payroll. Hai là cost of goods sold. Yes. Cost of goods sold là cái nguyên vật liệu để mình run cái business. Hai là lương bổng của nhân viên. Yeah. Mà mình run một cái business trong vòng 3 tháng rưỡi tới mà cái tiền lương của nhân viên mình nó trả bài chính phủ thì có nghĩa là mình sẽ có cơ hội make money hoặc là at least mình cũng không có lỗ lãi rất là nhiều. Để mà mình có reserve cái số tiền cash mình có available để mà mình weather cái pandemic này. Vâng. Tại vì thực tế mà nói cái pandemic này đối với mình nó đã thay đổi the way we live. Right. Nó sẽ thay đổi một số industry. Yes. Nó sẽ không bao giờ nó recover to the old normal way. Nhưng mà mình phải chấp nhận we are dealing with a new norm. New norm. Một cái norm mới, especially cái industry nail của mình. Đối với mình, industry hit the hardest for community của mình về cái work from home. Cái quý vị cũng đã biết rồi, the work from home nó create một cái tsunami đối với mình. So much benefit cho những công ty lớn. Có nhiều công ty bây giờ họ không muốn đẩy employee gì, họ đi trở lại làm nữa. Tại vì họ có thể làm ở nhà và still very productive. Công ty nó không cần phải mướn chỗ, nó không cần phải administer cái chỗ, rất là giảm rất là nhiều chi tiêu. So how is that affect nếu mà cái industry, cái the way we live our life going forward, thì mình có thể thấy rõ ràng cái domino effect của nó trong cái nghề nail là cũng là rất lớn. Người ta không đi làm thì basically những chị
chị đây cũng không cần bớt chân diện, không cần bớt đi làm nhiều, đi làm nail, hoặc là corporate event bây giờ meeting nó sẽ qua Zoom, nó không cần phải fly. Những cái hotel industry nó sẽ bị thiệt hại nặng. Cái V-shaped recovery thì chắc cũng không có đâu, thì nó sẽ thay đổi thôi. Nhưng mà mình đã từng qua đây và mình cũng rất là nhiều cộng đồng Việt Nam mình cũng go from the bottom. So we prepare, we prepare to deal with the worst and we know how. But doesn't mean that doing nothing có nghĩa là mình sẽ survival. Theo kinh nghiệm của anh John làm trong lĩnh vực về ngân hàng thì anh John có thể chia sẻ cho đến các anh chị ở đây về vấn đề quản lý tài chính cũng như là huy động vốn để mở mang kinh doanh được không? Yes, dĩ nhiên rồi. Thì trong tất cả các business quý vị cũng phải hiểu rõ là ai cũng muốn build cái empire, có nghĩa là grow cái business của mình. Thì qua cái giai đoạn đó thì chúng ta cần một sự tư vốn rất là lớn. Thì cái nguồn tư vốn đó thì đa số những người business họ sẽ qua banking để mà họ tìm cái nguồn tư vốn. Bank là một cái industry là họ sẵn sàng họ đưa cái tư vốn ra để cho những người business để mà grow cái business của họ. Nhưng mà đối với ngành nail mà có nhiều thắc mắc tại sao nhiều người muốn ra nhà băng để mà apply, để mà vay mượn tư vốn thì lại có những cái vấn đề. Và often time họ không hiểu được lý do tại sao đa số là nhà băng turn họ down. Khi mà quý vị đến một nhà băng để mượn tư vốn, cái chuyện đầu tiên nhà băng họ muốn nhìn là cái khả năng để trả nợ của quý vị. Trả nợ, khả năng trả nợ của quý vị thì họ sẽ nhìn vô cái khía cạnh tax return của quý vị. Họ không cần biết là quý vị lái xe Mercedes hay là Ferrari hay là cái gì đâu, hay là nhà ở như thế nào. Mà ngược lại, nếu mà quý vị tax return mà sau ví dụ income nó say 50,000, mà khi mà nó run cái credit của quý vị ra mà quý vị own chiếc Mercedes 100,000, own cái nhà 500,000, đối với nhà băng that's a no-no. That means like đối với banker we look at this guy living large. Cái chữ living large có nghĩa đó là làm ít mà xài nhiều. Đó là lý do tại sao nhiều người bị nhà băng nhìn vô and then turn it down. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người thôi. Nhưng mà đối với quý vị, nếu mà quý vị ở trên xứ Mỹ này, mình chỉ nói tóm tắt, nếu quý vị muốn tiện mượn tiền nhà băng để mà grow business của quý vị, thì quý vị phải chứng minh được cái quan trọng nhất là khả năng quý vị có thể trả. Mà cái chứng minh đó nó từ ở trong giấy tờ thuế của quý vị. Cái thứ hai nữa, đối với những cái business, khi mà nhà băng họ cho mượn tiền ra thì họ cũng phải cần có một cái sự bảo đảm. Cái bảo đảm thực tế nhất trong commercial financing nó gọi là thế chấp tài sản thế chấp. Thì đó là cái thứ hai mà quý vị phải cần suy nghĩ đến. Có thể mình nói thẳng, mình đưa một cái ví dụ điển hình đi. Một người chủ nail salon muốn mướn một cái chỗ 4.000 square foot để mở một cái nail salon, mượn cái nợ 500.000. Cái đó thì bị turn down. Còn một người nữa thì ra mua một cái building 2 triệu, bỏ thêm 1 triệu tu bổ nó thành 3 triệu. Thì cái loan đó lại được approve. Okay, thì nó có nhiều khía cạnh khi mà ra ngoài mượn tiền cho business đó thì mình cần phải tham khảo và hiểu biết về cái benefit, quyền lợi của hai bên. Bank họ sẵn sàng cho mượn tiền ra. Nhưng mà bảo đảm họ cũng muốn một cái gì đó bảo đảm cái đồng tiền của họ, nếu mà consider worst case scenario. Tiền nó không go as the plan. Và bằng nó có cái gì để nó go recovery cái tiền của nó. Là start with your personal tax. Thì mình cứ thể nói như đó thôi.
Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì hy vọng là hôm nay buổi nói chuyện với anh John thì các quý vị có thể hiểu thêm về vấn đề, hiểu rõ thêm về chương trình PPP. Nếu mà quý vị có cần những thông tin và hoặc thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ hoặc là gửi email hoặc send message on Facebook. Rất là cảm ơn. Hy vọng rằng là buổi podcast ngày hôm nay mang đến cho đến quý vị các bạn những thông tin bổ ích. Xin cảm ơn anh John đã đến với chương trình podcast của ngày hôm nay để chia sẻ những thông tin hữu ích về chương trình PPP. Cảm ơn chị Lê đã cho mình có một cái cơ hội để hy vọng mình lấy những cái limited kiến thức của mình để mà đưa đến quý vị cộng đồng, để quý vị có cơ hội để mà ra lấy những cái trợ giúp mà available cho mình để right. giúp mình go through cái difficult time này. Một cái phần cuối cùng nữa, PPP guideline and rules and regulation có thể nói nó thay đổi every day. Yeah. Mình recommend quý vị continue to follow những cái update từ của cái website của sba.gov. Trong đó quý vị có rất là nhiều tin tức trong đó, cả tin tức translate qua tiếng Việt. Thì đó sẽ giúp quý vị keep up to date on what's going on. And then there are many different grants. Grant là cái tiền cho. Nó sẽ going out. Nó gọi là một cái mà mình không nói nhiều về là EIDL loans and EIDL grant. EIDL là stand for Economic Injury Disaster Loan. Yeah. And EIDL advance. Có nhiều người business đợt đầu họ đã apply và lấy up to $10,000 free. Expect cái EIDL loan là EIDL grant application portal của SBA. Yes. Sẽ mở lại very soon. Oh, great. Để quý vị That's go awesome. And apply. Nhưng mà trong thời gian chờ họ mở lại, quý vị có thể study cái qualification requirement. Cái qualification requirement trong đây, nếu quý vị nào đã apply cho cái EIDL grant đợt đầu mà không lấy tiền được, quý vị không cần phải reapply, mà SBA sẽ contact quý vị directly. Nếu mà quý vị chỉ lấy không đến 10,000, vâng, thì SBA sẽ contact quý vị, sẽ trả quý vị the difference. Mà không cần apply phải không anh? Không cần apply again. Nếu quý đã apply đợt đầu mà cái grant đó, cái fund của cái grant đó nó đã run out. Yes. Còn nếu mà quý vị nào chưa apply thì quý vị có thể apply under cái the round 2 của cái CARE Act. Nhưng mà cái round 2 này nó có những cái requirement. Hai cái requirement theo mình biết quan trọng nhất là quý vị phải chứng minh được là income của quý vị drop 30%. Yeah. Thứ hai nữa là quý vị hoặc là business của quý vị nằm trong cái vùng nó gọi là low income area. Cái định nghĩa của low income area thì có nghĩa là cái vùng quý vị ở hoặc là cái vùng cái business của quý vị, cái average household income nó phải 20% less than cái state average household income. Vâng. Thì bạn quý vị có thể nộp, nó cho thì nó cho, mà nó không cho thì thôi. Mình cũng chẳng có mất mát cái không gì hết trơn. Vậy là lên sba.gov phải không anh? .gov, ok. Okay. Nó có, khi mà cái portal này nó mở đó thì nó, cái grant này nó thuộc lại là first come first serve. First serve. Ai vô trước thì có cơ hội lãnh tiền. Cái application process thì nó cũng rất là simple, nó là window based, mình chỉ click check move on này kia cái nọ, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà mình cũng phải pay attention to cái portal đó. Không biết chừng nào nó sẽ turn on. That's nobody know how SBA operate. Right? So we have to check it every day. Every day. So from it. Now, supposed to be last Sunday. Yes. Yeah, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình, the first round, about 60,000 application for every hour. Wow. Okay. A lot. So it's overwhelming, right? Overwhelming, yes. Bởi vậy, you know, jump in it.
Đúng rồi, ok. So, after all, thôi cảm ơn chị đã cho mình cơ hội đến đây và cảm ơn the Nail Association and mấy em ở đây. If anything, you know, please contact your bank, go to their website, okay, and study the program, and get the application rolling. Okay. Cảm ơn anh rất nhiều anh nha. TNA, Texas Nail Association, is non-profit. So please help us to share, become a member and donate. We always welcome more members to join us. See you next time.